quyết định 4239 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành ngày 28 tháng 4, thì từ tuần sau, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, học viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức đi học trở lại sau một khoảng thời gian dài không đến trường để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Riêng đối với trẻ em mầm non thì tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới. Việc học sinh đồng loạt trở lại trường khi mà dịch bệnh COVID-19 vẫn còn chưa chấm dứt, buộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh phải có những phương án phòng chống dịch bệnh song song với việc dạy và học hiệu quả. Vậy những phương án đó là gì? Phóng viên thời sự đã tìm câu trả lời qua cuộc phỏng vấn với bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo. Mời quý vị theo dõi. Thưa bà, ngày 4 tháng 5 tới đây thì tất cả học sinh trong toàn tỉnh sẽ quay trở lại trường. Vậy thì ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã có những cái phương án phòng chống dịch COVID-19 này như thế nào trong các trường học ạ? Cơ sở vật chất thì phải dọn vệ sinh, khử trùng, chuẩn bị các cái loại nước rửa tay, bổ sung các cái bồn rửa tay cho các em, kiểm tra sức khỏe khi mà vào trường thì có một cái đội ngũ sẽ kiểm tra về thân nhiệt cho các em để đảm bảo khi các em vào trường là sức khỏe các em đang ở trạng thái là bình thường và ổn định. Để đảm bảo phòng chống dịch, nghĩa là giảm số học sinh trên lớp, rồi bố trí lệch giờ để vào lớp cũng như là ra về, bố trí giờ nghỉ giải lao cho các khối lớp cũng lệch giờ để làm giảm cái sự tập trung đông học sinh. Còn về vấn đề bán trú thì hiện nay vẫn chưa cho các trường tổ chức bán trú, thì các em vẫn được tổ chức học một buổi trên ngày. Tuy nhiên, có trên địa bàn tỉnh mình có 4 trường chuyên biệt, thì các cái trường chuyên biệt này cái đối tượng học sinh đặc biệt và có những cái vùng rất là xa. Do đó mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho phép 4 trường chuyên biệt này được tổ chức nội trú. Thì cái vấn đề nội trú thì khi các em bước vào trường thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu nhà trường là tổ chức soát xét nhiệt độ cơ thể cũng như là sức khỏe của các em. Đối với các trường đông học sinh, thiếu phòng học thì việc giãn cách học sinh gặp nhiều khó khăn. Vậy Sở đã có chỉ đạo và hướng dẫn như thế nào đối với các trường để có thể thực hiện việc giãn cách học sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo ạ? Hiện nay để thực hiện việc cho học sinh đi học trở lại mà thực hiện việc giãn cách trong các cái phòng học, sĩ số học sinh trên lớp thì ở trên địa bàn tỉnh một số trường thì không gặp khó khăn trong vấn đề này, vẫn có thể tổ chức tốt cho cái việc cho các em đến trường cũng như là thực hiện các cái chương trình kế hoạch. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số trường sĩ số học sinh rất là đông trên một lớp cũng như là thiếu phòng học. Cho nên cái việc giãn cách này là một điều khó khăn cho ngành. Các lớp đông thì chúng tôi thực hiện cái việc chia ca, chia lớp. Trong giảng dạy thì chúng tôi phối hợp việc dạy trực tiếp và dạy trực tuyến. Chủ trương của chúng tôi là các cái buổi học trực tiếp đối với những trường có học sinh đông như thế thì tập trung vào việc là kiểm tra rà soát kiến thức của học sinh để nắm bắt những cái thời lượng kiến thức mà các em còn yếu trong quá trình học trực tuyến để có giải pháp và phối hợp với dạy trực tuyến để thực hiện được việc giãn cách. Ở góc quản lý nhà nước thì chúng tôi cũng sẽ có việc rà soát, bổ sung kinh phí để cho hỗ trợ các giáo viên cũng như các nhà trường trong cái vấn đề là tăng tiết, tăng lớp. Riêng đối với chương trình học thì Sở sẽ có những điều chỉnh như thế nào để phù hợp với thực tế hiện nay ạ? Chúng ta bắt đầu học vào ngày 4 tháng 5. Thì đến ngày 15 tháng 7 thì chúng ta kết thúc chương trình. Thì như vậy chúng tôi có 10 tuần thực dạy trên cơ sở tinh giản chương trình của Bộ Dục Đào tạo. Ở cái phần hướng dẫn tinh giản này thì Bộ hướng dẫn rất là chi tiết từng môn, từng cấp học. Do đó hiện nay chúng tôi là xây dựng trên cái khung chương trình tinh giản đó có một cái kế hoạch lộ trình cụ thể cho cái thời gian thực học của mình. Còn về giảng dạy thì hiệu trưởng và các tổ bộ môn sẽ xây dựng những cái nội dung cơ bản cần thiết cần đáp ứng.
Như vậy trong 2 tuần đầu chúng tôi sẽ làm cái công tác là kiểm tra rà soát kiến thức của học sinh. Với cái lời thời lượng kiến thức mà các em đã được học trên Internet và đài truyền hình, để chúng tôi nắm bắt được học sinh đã tiếp cận được kiến thức như thế nào để có những cái giải pháp cụ thể. Nhân đây tôi cũng kêu gọi phụ huynh là chúng ta đừng sốt ruột cái lượng kiến thức của con em mình, mà khi mới bắt đầu vào là ép con em mình học để cho đảm bảo mình phải thích nghi và sống chung với dịch, thì mình chỉ đòi hỏi những cơ bản thôi, thì chúng ta sẽ cùng vượt qua được cái mùa dịch này. Vâng, xin cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành bộ 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Trong bộ tiêu chí này có 7 tiêu chí để đánh giá mức độ an toàn trước khi học sinh đến trường. Trường học được đánh giá đạt từ 8 đến 11 tiêu chí trở lên sẽ xếp loại là trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại. Nếu trường nào chỉ đạt từ 7 tiêu chí trở xuống sẽ bị đánh giá là thực hiện chưa tốt, không an toàn và không được phép hoạt động. Căn cứ vào bộ tiêu chí này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng các tiêu chí cụ thể gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, làm cơ sở đánh giá mức độ an toàn của nhà trường khi cho học sinh đi học trở lại, nên các bậc phụ huynh có thể yên tâm khi cho con em mình đến trường.